Bangkok đây. Quay cả xe chạy cả bánh thì thấy nữa. Xe là cái ông xã mà chúng con đồng một ông xã mà xe tắt máy. Phải cao. Ừ, xe tắt máy là chấm luôn. Cao nữa. Gặp cô là chúng con nổ được, nổ máy thì được cái tiền máy là gặp cô phải là chấm luôn. Bằng cấp của con này là hôm nay cứ chê Hà Nội mình. Con này phải thoát đi kìa. Thử như là ít thử bài trong mũ, cả khâu bên này mới đai luôn, tịt ngực nám chưa.